Chào tất cả các bạn quay trở lại video theo mình Thái Chuối đây. Chào bạn. Ok các bạn ơi, thì hôm nay mình sẽ có một cái thử thách cho em Nhỏ Châu. Em hôm nay mấy đứa thấy là quá nắng đúng không? Và như thường lệ cứ ngày nào Thảo ngáp thì hôm nay ngày đó là chúng mình sẽ chơi thử thách. Hôm nay mình đã nghĩ ra một cái thử thách dành cho mấy em Trẻ Châu rồi. Anh chị anh gái. Thử thách này rất là khó đấy, thử thách người cuối cùng. Đúng rồi. Dưới vãi trưởng như này. Thử thách người cuối cùng quan ở gốc cây. Đấy, đây này. Em quay ra bên kia cho các bạn xem. Đấy. Thì ở cái vườn này mình có rất nhiều gốc cây khác nhau, nhưng mà gốc cây nó không có to đâu các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 đội và chọn lấy 3 cái gốc cây mà mấy đứa cảm thấy là ở được lâu nhất, đẹp nhất, mát nhất hay như nào đấy. Để mấy đứa thử thách, chúng ta sẽ bốc thăm chọn đồ ăn, nước uống và đồ dụng cụ. Làm thế nào để đội chúng ta tồn tại được đến thành đội cuối cùng. Thì đội đó sẽ giành chiến thắng và giành được giải thưởng 500.000 của anh Thái. Yeah. Thì thôi, dễ. Danh này mình định để cho... Hello. Hello anh ơi, hello. Chào em nhé. Hello. Hi. Hello. À, help me đi. Hello. Thì mày nói help đi. Hello, hello. Đấy, để xuống. Đợi nó lên. Thì hôm nay mình sẽ kết hợp hai thử thách người cuối cùng và đấu giá nha các bạn. Đấy thì hai cái trend này rất là nổi trên mạng rồi. Thì bây giờ mình sẽ kết hợp hai thử thách này lại với nhau để xem đội nào giành chiến thắng nha. Bây giờ ai đội nào? Em với Long một đội đi. Bây giờ chia đội đi. Em với Long. Anh Thái thấy em như thế nào? Thấy em đẳng cấp này, em sinh tồn giỏi, chúng nó mới chọn em thôi. Đấy. Ăn thua rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ xoay để chọn đội nha các bạn. Thì bây giờ mình trong này vòng quay này mình có ba đứa là Thảo, Thắng và Thùy. Thì ba đứa còn lại sẽ xoay. Đấy, xoay vào ba cái người này sẽ về một đội. Rồi bây giờ còn Thương xoay. Thương xoay trước hay xoay trước? Xoay. Em xoay trước anh hả? Rồi Long xoay trước. Đâu, xoay đi em. Ấn đâu? Ấn đi. Ấn tận lõm đầu em. Rồi xoay. Thùy. Zamina mina. Ê ê. Waka. Ôi dồi ôi. Thùy. Đó Thùy nha các bạn. Xin cặp mày rồi. Tiếp. Xá ô này đi. Không trốn đi đâu rồi. Không trốn đi đâu rồi. Chúng mày không quay trước này. Ai bảo mày đòi quay trước. Thắng rồi. Rồi mình mới thắng nha các bạn. Rồi còn lại thì Thảo mới Thương. Hai anh bạn một đội và hai đứa người yêu đội. Rồi ok. Rồi chọn đi. Em trước à. Hợp ba sao. Chọn. Nhưng mà xoa 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 cho anh đây xoa ống kính đâu đây còn mình dài nhất nha các bạn. Rồi Long dài nhất đến Thắng đến Thương. Bây giờ là đang là 8 giờ nha các bạn, 8 giờ sáng. Cái kia anh hả? Cái kia rồi, cây tít đằng kia. Rồi sao chọn cây xa thế? Cây xa nó nhiều cũng dâm. Rồi sang bên đấy ở đi. Chúc mừng em. Rồi em đã mua nhà thành công, chúc hai em hạnh phúc. Hai bạn hạnh phúc nha. Gai bay chọn nhà nào nhanh lên, 5, 4, 3, 2, 1. Ra cái nhà đi, rồi đấy là hai đứa cái này. Ok bạn ơi, thì bọn mình sẽ lén lén cái này ra ông chốc là hàng xóm ra gõ cho lõm đầu ấy. Cái chỗ này là rau khoai chứ mình tưởng là cỏ các bạn ạ. Kèo ơi. Mình chọn cây này đi các bạn ạ. Cây này nó nhiều lá, nó có bóng râm. Đấy. Ngồi trưa nó không bị nắng. Mình chọn cái cây đằng kia nhưng mà nó sao quá các bạn ạ. Nè bọn mình chuyển về đây. Đây bọn mình chọn cây này nha. Cây bên kia nhiều muối quá. Rồi. Mỗi đội sẽ có 500 để đấu giá nha các bạn. 500 thôi nhá. Ừ. 500 thôi. Bây giờ là 8 giờ nha các bạn. 8 giờ rồi thì bây giờ ba đội sẽ đấu giá để chọn đồ uống trước. Tại vì thử thách người cuối cùng thì chúng ta phải có nước uống. Thì những người mà có nước uống là những người sống sót đẳng cấp nhất. Đó, chỉ cần nước uống thôi đúng không mấy đứa? Vâng. Không ạ? À? Cần gì nữa em? Cần đồ ăn. Cần dầu ăn á? Đồ ăn. À. Nói chung là cần tình cảm thôi. Bây giờ đấu giá bí mật nha các bạn. Sẽ không ai được gào lên là bao tiền hết. Mà sẽ gửi... gửi cái số bí mật sang đây thì đội người có số tiền cao nhất đội sẽ chiến thắng. Nên nhớ cho mấy đứa nha là đây mới chỉ là cái đồ uống thôi, thế còn tôm, còn ghe, còn gà các thứ đấy, thì mấy đứa mà không có tiền ăn ấy thì cố mà chịu nha. Rồi chỉ có 500 thôi. Ok bây giờ túi đầu tiên là túi này, ba đội hợp hoặc hội ý nhau sau đó là lên đây đọc giá. Ô cái đội kia sao thức thở ấy.
vậy đang suy nghĩ cái vấn đề gì ấy? Em suy nghĩ là con nên à có cái bát cơm chó kia đúng không? Thôi chọn đúng cái cây có cái bát cơm chó, bát cơm của chó. Em à đây Long à Vinh chưa ra đây bao tiền bao tiền lại đây bao tiền nó nhỏ 500 cái ngọ mày chứ mày nói 500 mày nói cho cả làng biết rồi à. Mày biết rồi ok 50 hả? À, 50. À, kết từ từ đấy nha, bố ơi. Lại nói giá các đi em ơi. Đấy, bọn nó biết 50 là đâu giá hơn nào mà tới công chuyện đấy. Ok, về chỗ, tiếp. Em. Rồi, Long lên. Bao tiền nào? Ok, mẹ bọn này chơi lớn thế nhở. Được chưa? Chơi lớn đấy. Rồi giờ vẫn đang trang trí cái ngôi nhà của mình chưa? Ngôi nhà yêu thương. Ok, 80 hả? Thì đội cuối cùng là mình nói được nha. Rồi. Thôi cái đội kia nghiêm cấm hành vi thay đổi kết cấu của ngôi nhà mình nha. Ô tao này chỉ được cái quyền lên đây đấu giá thôi, mày đi lượn lượn là mày thua đấy. Đấu giá đi. Đấu giá rồi đấy. Đấu giá một lần thôi. Lượn lên đây làm gì? Rồi. Ok, rồi và đời người giành chiến thắng chính là đội Thùy với Lao lên đây. Đội này đấu giá là 200.000. À đâu? Đấu giá vậy? 200 đi. 120. 120 à rồi. Đấy, xách về đi. Ôi cái này nước. Ờ xách về kia rồi bóc. À xách về kia đã. Tiến. Rồi tí cộng xong. Rồi. Thế còn hai đội còn này. Tiếp theo. Thế bây giờ anh chọn bừa một túi nhá. Anh chọn túi này. Nào. Đâu túi này này. Túi này. 5. Nó nhỏ. Ok, rồi đến lượt đội kia nào. 52 con. Ok. Mày bao nhiêu ạ? Ngồi lấy đi. Đây đây. Ok, đấu giá lần 2 luôn, bằng mỗi người đấu giá 100.000. Đấu giá tiếp. Túi này đi. Tiếp lên. Rồi ok, tiếp đội kia. Ok, rồi 150 của Vinh. Đây, em đấu 100 đúng không? Em lấy cái gì trong 3-4 cái này em lên chọn đi. 100.000. Đây gọi là mua luôn đấy, rồi xách về. Ok, răng ra xem là bọn nó có cái gì ăn nào. Rồi này có gì ăn đây. Wow, hai chai coca buổi sáng quá đã. Ui rồi ôi, đã quá Pepsi rồi. Rót tao uống đi chứ hả? Rô. Tao mày rô cố gắng giành 5 loét. Ok. Rồi rô. Chúc mừng hai thuốc. Ai nhầm rồi. Chúc mừng à đâu, cô đội này cố gắng nhá. Rồi đi sang đội bên này đi. Đội bên này có gì ăn nào? Đâu rồi thế nào đội này mất 100.000 để xem ăn được cái gì. Xem. Đã quá, hai chai vi La vi. Hai chai AD luôn các bạn ơi. 100.000 hai chai này. Mua Mỹ. Mấy anh bay đấu giá thấp thôi. Anh đã bảo rồi. Cái đồ ăn xịn ở đằng sau còn nhiều. Mấy đứa đấu giá. Sao đội hai vẫn còn nhiều tiền. Sông xanh thế. Bên kia cháu hơn nèo. Thế à? Rồi sang đội bên này xem có gì ăn nha. Thằng cúc cù này đâu, mở ra nó đi nào. Tụi em bấm một quả dưa anh đấy ạ. Trời ơi, một quả dưa, bây giờ ăn sao đây? Anh kiểu gì thằng? Anh kiểu gì? Bây giờ mày thằng này cắt. Anh sẽ cung cấp cho em một dụng cụ để bổ dưa. Tuy nước lọc này ít tiền nhất nhưng mà bọn mình cũng may nha các bạn. Uống nước lọc thì nó mới không khát. Uống nước ngọt thì nó nhạy khát lắm. Thế bốc vào nước ngọt mày chọn như nào? Nước ngọt. Đồ Vinh ơi, bọn mình mất tiền mua mà còn phải đập dừa ra nữa. Thế ông ăn giả đi. Hết ruộng. Đập nhanh lên. Mỏi tay mày đập đi. Mất cả nước ra kìa. Thằng Long mày dậy đi. Dậy đi. Dậy làm gì? Dậy vô. Vô. Nào vô. Từ từ. Phải khoang tay vào. Wow. Ok. Mày bị điên à? Tao tỏ qua một cái cây này. Ảo tưởng. Mày ăn không biết ai điên. Khoang tay không có gì vào cây. Hết. Uống nhá. Tí đâu vậy? Tí tí, anh uống hết nhá. Thôi, sang đội bên này xem có cái gì ạ? Ôi trời nước em này. Rồi đến trưa rồi xem cái đội này làm gì em? Mày em vẫn đập dưa. Vâng, vẫn đập dưa. Ôi trời ơi, ai có nước này, uống đi. Vì uống rồi. Bẩn cái này.
hàng này. Này đổ ra ngoài. Có vị chua chua anh ạ. Chua chua. Dừa này dừa xiêm các bạn ạ, cho nên nó sẽ chua chua tí. Dừa này thì phải có đường. Đấy, nha, uống dừa rất là ngon rồi. Ê, thắng không được chơi chơi kiểu này đâu. What? Máu à, đúng rồi. Thì nó sẽ có. Đấy ơi, cái gì? Áo này, trong này có tiền, tiền. Đấy, tiền này. Chơi tiền kia, chơi cần tiền. Tiền đó. Tiền đó. Tiền đó. Điện thoại tao xong đấy chứ. À, bọn này có điện thoại. Thì khô. Rảnh quá cho nên là sai anh cameraman nó ra kia nó chơi thử thách, trở thành phụ với lại đội này cho hết ngày các bạn ạ. Chỉ vì một cái chân gà anh em tung tàn. 8:40 rồi, vẫn còn rất nhiều thời gian. Ô thế là Thảo thắng à? Trời ơi, Thảo đã được một cái xương gà của thằng Đạt Vidaphone. 2 hours later. Hai tiếng trụ gốc cây của mình thì mấy đứa cảm thấy nào em? Đây. Anh Thái ơi. Đó. Nó nóng anh Thái ạ. Nóng à? Mỗi nóng thôi ông ơi, đúng không? Hôm nay trời không nắng nhưng mà nó ôi nó nóng lắm. Đúng rồi. Ui dồi ôi, sợ thật. Ông em ướt sượt như vừa hay tắm để bơi. Ồ. Làm gì em? Em làm cái tập gì? À, để chuẩn bị ăn uống à? Vâng. Ôi, chưa đến lượt bốc thăm ăn uống chưa đâu, mới có 9 giờ thôi. Đội này uống hết nước chưa? Đội em vẫn còn phải đi xanh này để chơi thử thách chưa anh? Tác dụng phụ của nóng à em? Nó kêu suốt 2 tiếng của anh Thái ạ. Bây giờ cả team muốn chơi thử thách tiếp chưa? Rồi. Ok, chơi tiếp nha. Chưa đến giờ trưa nên mình sẽ có thêm một cái thử thách để xem là sức chịu đựng của mấy đứa đến đâu nha các bạn. Tại vì mình thấy trời khá là nắng mà mấy đứa toàn mặc quần đùi, áo cộc tay. Mình quyết định là sẽ cho mấy đứa bốc thăm để chọn là áo phao hay là áo khoác để đỡ cháy da nha các bạn, đỡ cháy nắng ấy. Anh Thái tâm lý quá các bạn ạ. Tâm lý không? Tốt quá. Úi giời. Rồi bây giờ bốc thăm nào. Nóng quá không chịu à, nóng quá. Mỗi người xoay một cái. Không phải đội đâu mà mỗi người xoay đến một cái ấy. Xoay. Áo chống nắng. Tạo được một cái áo chống nắng. Rồi. Đây Thương. Áo khoác. Áo ba lỗ các bạn ạ. Đấy, tuần này sẽ được cái gì đây? Quay ra nhìn ống kính. Nào, quay đi. Đây, chúng ta còn rất là nhiều quần áo khác nhau. Áo mưa. Áo mưa. Rồi, ok. Đến là đem. Còn áo gì hả? Còn áo khoác, quần, áo ba lỗ. Rồi, nào. Ôi giời ơi, vào áo ba lỗ rồi các bạn. Các bạn ơi, hôm nay trời rất nhiều mưa to nên là mình phải mặc áo mưa vào nhá. Ôi. Anh Thái áo em làm váy nè. Thầy làm váy luôn này. Còn hai cái sự lựa chọn thôi. Ai quay trước nào? Rồi thì quay đi. Còn hai cái len thôi hả anh Thái? Thì vào quần nha các bạn. Rồi. Thì vào quần thì cái áo khoác còn lại của Long thôi, đây. Rồi đây, Long ra ngoài mặc áo cho nó đẳng cấp Long. Đây đây. Đang ra đây. Áo 100% cốt tông, chất liệu rất là dày dặn, ấm áp. Ấy mặc vào. Yên để gì? Đấy gì? Sao? Xỏ luôn được. Áo này nó cũng mát thôi mà nó không nóng đâu. Quần này còn chất liệu nỉ, có giãn 4 chiều. Ngon không? Đâu đóng cúc vào người ta. Thôi. Đây người ta áo măng tô người ta mặc, người ta mà đóng cúc vào. Nhau ấy. Đấy, ngầu lắm. Đủ đóng hết vào nhá. Xoay, giống mấy áo oppa Hàn Quốc thì các thôi, bạn ơi. Đừng có nói thế, em ngại lắm. Đứa thì trên đông dưới hè, đứa thì trên hè dưới đông. Trời ơi. Thôi đi vào chuồng đi. Ông áo em. Tối nay đi có mát rồi. Tối nay đẳng cấp nhất rồi. Vào một cái áo ba lỗ với một cái áo chống nắng quá là hợp lý luôn rồi. Áo ba lỗ thì vẫn hợp lý nha các bạn, tại vì đây các bạn là thấy ánh nắng này nó mới chỉ hơi mờ thôi đấy, các bạn thấy chưa đấy, mình đi ra đây một lúc xong mình đứng vào thành châu Phi luôn đấy. Đội kia thì có một cái ba lỗ và một cái áo mưa. Áo mưa này mày làm gì vậy? Mình tao tặng mưa cho mày đây. Thế tao phải đội mũ vào hay tao phải đội mũ vào? Được rồi.
Vừa kiểu gì thôi. Bây giờ mày các đội chú ý này, mặc áo vào rồi thì bây giờ cũng đói rồi đúng không? Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đến vòng đấu giá đồ ăn thôi nha các bạn. Món đầu tiên nó chính là pizza và Pepsi. Nào, ba đội đấu giá. 100.000. 100.000. Không có giới hạn đấu giá đâu. 102. 102. 200. 200 luôn. 200 kìa. 201. 201. Rồi. Đây là đồ ăn thuộc về đội bên này. 201 với 102 là 330. 330 rồi nhá. Bọn em chỉ còn có 108 thôi. Vâng. Gì? 170. 170 ok đấy. Rồi, pizza và đồ ăn chưa? Thế này là ok rồi các bạn ạ. Đồ ăn tiếp theo, hai chai sữa tin, một hộp bánh chocolate và một cái đùi gà KFC. 200. 200, đồ tương giao bao nhiêu? 300. Cái này 300 rồi, chơi tới không em ơi? 301. 301 kìa. 302. 302. 350. 350 rồi. Chơi tới không em? Bọn nói ít tiền hơn mà. 360. 360. Hết rồi. Hết rồi em. Bọn này có lấy không? 36. Và cái đồ ăn thuộc về đội bên này nha. Chúc mừng. Vỗ tay, vỗ tay. Đây. Đây. 360 với 100 là 460 rồi. Đâu đó còn có 40 để đấu giá tiếp thôi đấy. Rồi tiếp tục. Đội bên này thì không cần đấu giá nữa nha các bạn, đấu giá giá cuối 350. 350 em. Nào. Tiền à? Ôi em tưởng giá rồi cả của cái này 50 chứ. 50 ai trò 350. Đứa tới nha các bạn. Ôi, hơi khổ các bạn ạ. Nhưng mà trưa này ăn vẫn ngon. Tại vì sáng chưa ăn gì. À bảo mày sáng không ăn gì, kêu ca cái chó ấy. Sáng giờ mình cũng chưa ăn gì các bạn ạ, đói quá. Cái áo này cũng không nóng mấy đâu, nó cũng mát. Mình ngồi tĩnh tâm tí là nó mát lạnh luôn mà. Anh Thái, hamburger gì? Anh Thái lấy hamburger này ngon thế. Hamburger này là hamburger gì ấy? Chưa gọi mình hai cái loại bánh mì luôn. Cái áo xanh nhá bà, cái này nó tên là sandwich. Ngon cái của mày trước đi. Đây là ăn đi. Ngon. Đừng nước mình ăn, nước 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 của. Giờ tao lấy cho, Rồi, tao nhẹ lắm chưa rồi. Bán hết cái này đi. Nhẹ lắm. Cũng ít thôi để chịu uống. Vãi hồ à. Anh uống nhiều còn gì. Anh lấy cái này. Mình hay của anh Thái mấy viên đá mình sẽ cho vào đây cho mát. Mình cũng chưa đá vào cho mát. Ủa, sao cho được này. Ôi thưa mày, sao lui cho vào đứa hộ ta phan. Nè, đưa đây. Đưa đây, tao bảo hoàng nhìn nè. Ủa. Này cho. Không mày lấy. Ủa, nóng quá các bạn ạ. Mình toát hết mồ hôi mà ba đội vẫn chưa ai chịu thua cả. Nhìn bọn nó sức chịu đựng nó khá là ghê các bạn ạ. Có đội nào chịu thua chưa? À, đội đi mưa kia. Dạ. Đội chịu thua chưa? Máu mưa, máu ba lỗ chịu thua chưa? Chưa. Chưa bọn em. Ê, hai hộp pa này thua chưa? Hai hộp pa này thấy nóng không? Nóng rồi, chịu thua nhá. No. Thế thôi, nì đây ngồi đợi. Bây giờ mình với thằng cameraman sẽ vào solo liên quân thôi. 3 tiếng nữa mình sẽ tiếp tục đấu giá đồ ăn tiếp nha các bạn. Mình làm tí của giờ ăn cho ngon đấy bạn. Nhầm 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 ơi. Vừa rồi bọn mình ăn bánh khá là khát nước nên là bọn mình sẽ bổ dưa ra để bổ sung thêm nước nha các bạn. Vì bọn mình có mỗi cốc dùng đồ này uống hết rồi, thằng Vinh nó còn đổ cả đi rồi. Em phải bổ dưa ra ăn. Đang nghèo quản sĩ hết sạch tinh tiền rồi. Ngon chung kẹo, măng kẹo. Mỗi ăn một nửa luôn nha các bạn. Ui, bọn nó bổ dưa kìa. Dưa tới đây này, bọn nó không ăn được hết đâu. Thảo, làm thế nào xin dưa của nó đi. Cái này để tao. Nhất tiền tệ, nhì quan hệ. Tao quan hệ với thằng Vinh rất là tốt. Ờ, thế xin đi. Ồ. Vinh ơi. Hả? Tao xin miếng. Dưa hấu nhà chồng. Tôi đây không chờ bạn nữa. Giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ngon đấy. Mày quên thấy thế này hỏng rồi. 3 hours later. Chưa đội là đầu hàng sợ thật.
Đây xem cái độ này đang làm gì này. Đoạn này thì Long này đang ngủ. Vắt lưỡi, à nhầm, vắt chân lên cây ngủ thì vẫn bình thường, không thấy toát mồ hôi gì cả. Này còn rất nhiều ăn đồ ăn nha, còn bánh mì các thứ này. Ui em đồ ăn cái này ơi. Nhiều đồ ăn lắm rồi. Mình mới bắt được một con piết này các bạn. Chéo lên tay anh. Bắt đi. Đây đi đường này ơi. Đi đường này. Cái gì mà nó không nghe các bạn ạ. Ôi Tảo chạy ra ngoài, Tảo thua rồi, Tảo chạy ra ngoài, Tảo thua rồi. Thôi, phải là Tảo thua rồi, làm sao mà cay cú cái gì, vấn đề gì em? Không biết em chỉ đứng nó không nghe. À đấy à, em nóng tính nè. Em không những nóng tính nhưng mà nóng hết người này. À thế hóa ra là bốc hỏa từ bên ngoài vào à? Ừ. Con pét nó ra ngoài tự nhiên, em phải thu phục nó, em phải huấn luyện nó từ đầu chứ. Chả hiểu cái gì, đang mặc cái áo này, đang mát mà khảo nhỉ, tiến ra ngoài cứ thua. Ừ. Đang trèo cây sơ sung thì lại thua. Tại không biết ấy. Chả hiểu kiểu gì. Thôi, vậy là cái đội này đánh thắng nha các bạn. Đội này đánh thắng. Ra ngoài đi. Ra ngoài ăn đồ nhai ôm ba. Vậy là đội này đánh thắng, đội này giành được 5 lít. Yeah. Yeah. Chào ta, chào ta. Còn em này. Yeah. À, mình kết thúc cái thử thách. Người cuối cùng ở dưới gốc cây đấu giá ở đây nha các bạn ơi. Mình còn rất là nhiều đồ ăn trưa nhưng mà không có dùng tới. Nên là mình sẽ để vào thử thách tiếp theo nha các bạn ơi. Rồi bây giờ cả team mình nhảy suối tắm đi. Yeah. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở những cái thử thách tiếp theo. Bye bye, bye.